Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 25. Đây cũng là những châm ngôn của Salomon mà các người của Ê-xê-chia, vua Giu-đa, sao tả. Giấu kín việc nào, ấy là vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng dò xét điều nào, ấy là vinh hiển của các vua. Người ta không thể dò biết bề cao của từng trời, bề sâu của đất hay là lòng của các vua. Hãy lấy cước khỏi bạc thì thợ bạc liền được một khí dụng. Hãy trừ kẻ ác khỏi trước mặt vua thì ngôi người sẽ nhờ công bình được lập bền vững. Chớ phô mình trước mặt vua và đừng ngồi tại chỗ của người cao trọng. Vì thà người ta nói cùng con rằng hãy lên đây, hơn là người ta hạ con xuống trước mặt vua chúa mà mắt con đã thấy. Chớ vội gây ra điều tranh tụng. E rốt cuộc khi kẻ lân cận con đã làm con hổ thẹn, con sẽ chẳng biết làm chi. Hãy đối nại duyên cớ con với chính kẻ lân cận con, song chớ tỏ sự kín đáo của kẻ khác. E khi người nghe điều ấy sẽ trách con, và sự sỉ nhục con không hề bôi hết chăng? Lời nói phải thì khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc. Người khôn ngoan quở trách lỗ tai hay nghe, khác nào một cái vòng vàng, một đồ trang sức bằng vàng ròng vậy. Sứ giả trung tín với người sai đi giống như tuyết mát mẻ trong ngày mùa gặt, vì người bổ sức linh hồn của chủ mình. Kẻ nào tự khoe khoang giả dối về lễ vật mình, tợ như có mây có gió mà không mưa. Hằng chậm nóng giận mới khuyên được lòng của quan trưởng, con lưỡi mềm dịu bẻ gãy các xương. Nếu con tìm được mật, hãy ăn vừa phải, kẻo khi ăn no chán con mửa ra chăng. Chớ năng bước chân đến nhà kẻ lân cận con, e người chán con và trở lòng ghét con chăng. Kẻ nào đối chứng giả dối cho người lân cận mình, khác nào một cây búa, một cây gươm, một mũi tên nhọn. Tin cậy kẻ bất trung trong ngày hoạn nạn giống như răng bị gãy bể, tỉ như chân trẹo đi. Ai hát cho lòng buồn thảm nghe, khác nào kẻ lột áo mình khi ngày lạnh, và như giấm đổ trên diêm tiêu vậy. Nếu kẻ thù nghịch con có đói hãy cho nó ăn, nếu có khát hãy cho nó uống, vì như vậy con chất than cháy đỏ trên đầu nó, và Đức Giê-hô-va sẽ báo lại cho con. Gió bắc sinh ra mưa, còn lưỡi nói hành cách kín đáo gây cho mặt mày giận dữ. Thà ở một góc trên mái nhà hơn là ở chung nhà với người đàn bà hay tranh cạnh. Tin lành ở xứ xa đến giống như nước mát mẻ cho người khát khao. Người công bình siêu tó trước mặt kẻ gian ác, khác nào một suối nước bị giấy đục, một nguồn nước bị hư. Ăn mật nhiều quá lấy làm chẳng tốt, và cầu kiếm vinh hiển cho mình, ấy gây sự tổn hại. Người nào chẳng chế trị lòng mình, khác nào một cái thành hư nát, không có vách ngăn. Chương 26. Sự vinh hiển không xứng cho kẻ ngu muội, như tuyết trong mùa hạ, như mưa trong mùa gặt. Như chim sẻ bay đi đây đó, như con én liệng đi. Lời rủa xả vô cớ cũng vậy, nó chẳng hề xảy đến. Roi nẹt dùng cho ngựa, hàm thiết để cho lừa, còn roi vọt dành cho lưng kẻ ngu muội. Chớ đáp với kẻ ngu si tùy sự ngu dại nó, e con giống như nó chăng. Hãy đáp với kẻ ngu si tùy sự ngu dại nó, kẻ nó khôn ngoan theo mắt nó chăng. Kẻ nào cậy kẻ ngu muội đem báo tin, chặt chân mình và uống lấy sự tổn hại. Ống chân người què đồng đưa vô dụng, câu châm ngôn trong miệng kẻ ngu dại cũng vậy. Tôn trọng kẻ ngu muội
giống như bỏ cục ngọc vào trong đống đá. Câu châm ngôn ở nơi miệng kẻ ngu muội khác nào một cái gai đâm vào tay người say rượu. Ai mướn người ngu muội và kẻ khách đi qua đường, giống như một lính xạ tên làm thương mọi người. Kẻ ngu muội làm lại việc ngu dại mình, khác nào con chó đã mửa ra rồi liếm lại. Con có thấy người nào khôn ngoan theo mắt nó chăng? Còn có sự trông cậy cho kẻ ngu muội hơn là cho nó. Kẻ biếng nhác nói, có con sư tử ngoài đường, một con sư tử ở trong đường phố. Kẻ biếng nhác lăn trở trên giường mình, khác nào cửa xây trên bản lề nó. Kẻ biếng nhác thò tay mình trong dĩa, lấy làm mệt nhọc mà đem nó lên miệng. Kẻ biếng nhác tự nghĩ mình khôn ngoan hơn bảy người đáp lại cách có lý. Kẻ nào đi qua đường mà nổi giận về cuộc cãi lẫy không can đến mình, khác nào kẻ nắm con chó nơi vành tai. Người nào phỉnh gạt kẻ lân cận mình rồi nói rằng tôi chơi mà, khác nào kẻ điên cuồng ném than lửa, cây tên và sự chết. Lửa tắt tại thiếu củi. Khi chẳng có ai thèo lẻo, cuộc tranh cạnh bèn nguôi. Than chụm cho than đỏ và củi để chụm lửa. Người hay tranh cạnh xuôi nóng cãi cọ cũng vậy. Lời kẻ thèo lẻo giống như vật thực ngon, vào thấu đến tận gan ruột. Môi miệng sốt sắng và lòng độc ác, khác nào bình gốm bọc vàng bạc pha. Kẻ nào ghen ghét dùng môi miệng nói giả đò, nhưng trong lòng nó nuôi sự gian lận. Khi nó nói ngọt nhạt thì chớ tin, vì trong lòng nó có bảy sự gớm ghiếc. Dầu sự ghen ghét ẩn giấu trong tuồng giả bộ, sự gian ác nó sẽ bị lộ ra nơi hội chúng. Ai đào hầm sẽ té xuống đó, kẻ nào lăn đá, đá sẽ trở đè lại nó. Lưỡi giả dối ghét những kẻ nó đã chà nát, và miệng vua nịnh gây điều bại hoại. Chương 27. Chớ khoe khoang về ngày mai, vì con chẳng biết ngày mai sẽ sinh ra điều gì. Hãy để cho kẻ khác khen ngợi con, miệng con chẳng nên làm. Để cho một người ngoài tán mỹ con, môi con đừng làm. Đá thì nặng, cát cũng nặng, nhưng cơn tức giận của kẻ ngu dại còn nặng hơn cả hai. Sự căm gan vốn hung dữ và cơn giận như nước tràn ra, nhưng ai đứng nổi trước sự ghen ghét? Một lời quở trách tỏ tường hơn là thương yêu giấu kín. Bạn hữu làm cho thương tích ấy bởi lòng thành tín, còn sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả ngụy. Kẻ no nê giày đạp tàn mật dưới chân mình, song điều gì đắng cũng lấy làm ngọt cho kẻ đói khát. Kẻ lưu lạc xa cách nơi ở của mình, giống như chim bay đây đó khỏi ổ nó vậy. Dầu và thuốc thơm làm khoan khoái linh hồn, lời khuyên do lòng bạn hữu ra cũng êm dịu giường ấy. Chớ lìa bạn mình hay là bạn của cha mình. Trong ngày hoạn nạn, chớ đi đến nhà anh em mình. Một người xóm giềng gần còn hơn anh em xa. Hỡi con, khá khôn ngoan và làm vui lòng cha, để cha có thể đáp lại cùng kẻ nào sỉ nhục cha. Người khôn khéo thấy trước sự tai hại, bèn lo ẩn núp mình, còn kẻ ngu muội cứ đi qua và phải mang lấy tai vạ. Hãy lấy áo của người, vì người đã bảo lãnh cho kẻ lạ, khá buộc người một của cầm, vì người đã đáp thế cho người dâm phụ. Kẻ nào trỗi dậy sớm chúc phước lớn tiếng cho bạn hữu mình, người ta sẽ kể điều đó là sự rủa sả. Một máng xối dột luôn luôn trong ngày mưa lớn, và một người đàn bà hay tranh cạnh, cả hai đều y như nhau. Ai muốn ngăn giữ nàng khác nào ngăn giữ gió, và như tay hữu cầm lấy dầu vậy. Sắt mài nhọn sắt cũng vậy,
người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình. Ai săn sóc cây vả sẽ ăn trái nó, và kẻ nào hầu chủ mình ắt được tôn trọng. Mặt dọi mặt trong nước thế nào, lòng người đối với người cũng thế ấy. Con mắt loài người chẳng hề chán, cũng như âm phủ và vực sâu không hề đầy vậy. Lò thử bạc, giót thử vàng, còn sự khen ngợi thử loài người. Dầu con dùng chài giả mà giả kẻ ngu dại trong cối chung lộn với gạo, thì sự điên dại nó cũng không lìa khỏi nó. Hãy ráng biết cảnh trạng bầy chiên con và lo săn sóc các đoàn bò của con, vì sự giàu có không lưu tồn mãi mãi, và mũ triều thiên há còn đến đời đời sao? Cỏ khô đã mất đi, cỏ non bèn mọc ra, và người ta thâu nhập rau cỏ núi. Lông chiên con dùng làm áo sống cho con, giá dê đực dùng mua đồng ruộng. Sữa dê có đủ làm đồ ăn cho con, cho người nhà con, và đặng nuôi lấy các con đòi của con. Thi Thiên 30. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi tôn trọng Ngài, vì Ngài nâng tôi lên, không cho phép kẻ thù nghịch vui mừng vì cớ tôi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi kêu cầu cùng Chúa và Chúa chữa lành tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã đem linh hồn tôi khỏi âm phủ, gìn giữ mạng sống tôi, hầu tôi không xuống cái huyệt. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy hát ngợi khen Ngài, cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài. Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Còn tôi, trong lúc may mắn, tôi có nói rằng tôi chẳng hề bị rung động. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhờ ơn Ngài, núi tôi được lập vững bền. Ngài ẩn mặt đi, tôi bèn bối rối. Đức Giê-hô-va ơi, tôi đã kêu cầu cùng Ngài và nài xin cùng Đức Giê-hô-va mà rằng: làm đổ huyết tôi ra, khiến tôi xuống mồ mả có ích chi chăng? Bụi tro há sẽ ngợi khen Chúa ư? Há sẽ truyền bá sự chân thật của Ngài sao? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe và thương xót tôi. Đức Giê-hô-va ơi, khá giúp đỡ tôi. Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, mở áo tang tôi và thắt lưng tôi bằng vui mừng, hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. Chương 15. Vả, có mấy người từ xứ Giu-đê đến dạy các anh em rằng: nếu các ngươi chẳng chịu phép cắt bì theo lễ Môi-se thì không thể được cứu rỗi. Nhưng đó, có sự khác ý và cuộc cãi lẽ dữ dội giữa Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người đó. Người ta nhất định Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người trong bọn kia đi lên thành Giê-ru-sa-lem đến cùng các sứ đồ và trưởng lão đặng hỏi về việc này. Vậy, sau khi các người ấy được hội thánh đưa đường rồi, thì trải qua xứ Phê-ni-si và xứ Sa-ma-ri, thuật lại sự người ngoại trở về đạo, và như vậy làm cho anh em thay thảy được vui mừng lắm. Vừa tới thành Giê-ru-sa-lem, được hội thánh, các sứ đồ và trưởng lão tiếp rước, rồi thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã cậy mình làm. Nhưng có mấy kẻ về đảng Pha-ri-si đã tin đạo đứng dậy nói rằng: phải làm phép cắt bì cho những người ngoại và truyền họ phải tuân theo luật pháp Môi-se. Các sứ đồ và các trưởng lão bèn họp lại để xem xét về việc đó. Sau một cuộc bàn luận dài rồi, Phi-e-rơ đứng dậy nói cùng chúng rằng: hỏi anh em, hãy biết rằng từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong các anh em để cho người ngoại được nghe tin lành bởi miệng tôi và tin theo. Đức Chúa Trời là đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại mà ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta. Ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tinh sạch. Vậy bây giờ, cứ sao anh em thử Đức Chúa Trời, gáng cho môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi. Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu, chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy. Cả hội đồng đều lắng lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những phép lạ dấu kỳ mà Đức Chúa Trời đã cậy mình làm ra giữa người ngoại. Nói xong, Gia-cơ cất tiếng lên rằng:
Hỡi anh em, hãy nghe tôi. Simôn có thuật thế nào lần thứ nhất? Đức Chúa Trời đã đói thương người ngoại, đặng từ đó lấy ra một dân để dâng cho danh Ngài. Điều đó phù hiệp với lời các đấng tiên tri, vì có chép rằng: Rồi đó, ta sẽ trở lại, dựng lại đền tạm của vua David bị đổ nát. Ta sẽ sửa sự hư nát đền đó lại mà gây dựng lên, hầu cho những người sót lại và mọi dân cầu khẩn danh ta đều tìm Chúa. Chúa là đấng làm nên những việc này, có phán như vậy. Từ trước vô cùng, Ngài đã thông biết những việc đó. Vậy, theo ý tôi, thật chẳng nên khuấy rối những người ngoại trở về cùng Đức Chúa Trời. Song khá viết thơ dặn họ kiên cử cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. Vì trải bao nhiêu đời nay, trong mỗi thành vẫn có người giảng luật pháp Môi-se, bởi mọi ngày Sa-bát, trong các nhà hội người ta có đọc luật ấy. Kế đó, các sứ đồ và trưởng lão cùng cả hội thánh bèn quyết định sai những người được chọn ở nơi mình đi với Phao-lô và Ba-na-ba đến thành Antioch. Ấy là Giu-đê, cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la là hai người đứng đầu trong hàng anh em, rồi giao cho hai người bức thơ như sau này: Các sứ đồ, trưởng lão và anh em gửi lời chào thăm anh em trong những người ngoại tại thành Antioch, trong xứ Syri và xứ Cilici. Bởi từng nghe có một vài người trong vòng chúng ta, chẳng lãnh mạng lệnh nào nơi chúng ta, tự lấy lời mình khuấy rối và biến loạn lòng các ngươi nữa. Nên chúng ta đồng lòng quyết ý, chọn những người thay mặt, sai đi cùng kẻ rất yêu dấu của chúng ta là Ba-na-ba và Phao-lô mà đến nơi các ngươi. Hai người này vốn đã liều thân vì danh Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Vậy, chúng ta đã sai Giu-đê và Si-la đến để nói miệng với anh em về việc đó. Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng, chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng. Tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột và chớ tà dâm. Ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng giữ lấy vậy. Kính chúc bình an. Vậy, khi các người đó đã từ giã hội thánh xuống thành Antioch, nhóm hết thảy anh em lại và trao thơ cho. Người ta đọc thơ, thảy đều mừng rỡ vì được lời yên ủi. Giu-đê và Si-la chính là kẻ tiên tri, cũng lấy nhiều lời giảng mà khuyên bảo và dục lòng anh em mạnh mẽ. Khỏi ít lâu, anh em chúc các người đó bình an mà cho về cùng những người đã sai đến. Nhưng Phao-lô và Ba-na-ba ở lại tại thành Antioch, giảng tin lành và dạy đạo Chúa với nhiều người khác. Sau ít lâu, Phao-lô nói với Ba-na-ba rằng: Chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anh em trong các thành mà chúng ta trước đã giảng đạo Chúa, xem thử ra thế nào. Ba-na-ba muốn đem theo Văn, cũng gọi là Mác. Nhưng Phao-lô không có ý đem Mác đi với, vì người đã lìa hai người trong xứ Pamphili chẳng cùng đi làm việc với. Nhưng đó có sự cãi lẫy nhau dữ dội, đến nỗi hai người phân rẽ nhau, và Ba-na-ba đem Mác cùng xuống thuyền vượt qua đảo Chipre. Còn Phao-lô, sau khi đã chọn Si-la và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa thì khởi đi. Người trải qua xứ Syri và xứ Cilici, làm cho các hội thánh được vững bền. Chương 16. Phao-lô tới thành Đẹp-bơ và thành Lít-rơ. Nơi đó có một môn đồ tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà Giu-đa đã tin, còn cha thì người Grec. Anh em ở thành Lít-rơ và thành Iconi đều làm chứng tốt về người. Phao-lô muốn đem người theo, bởi có những người Giu-đa ở trong các nơi đó, nên Phao-lô lấy người và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy đều biết cha Ti-mô-thê là người Grec. Hễ ghé qua thành nào, hai người cũng dặn biểu phải giữ mấy lề luật mà sứ đồ và trưởng lão tại thành Jerusalem lập ra. Ấy vậy, các hội thánh được vững vàng trong đức tin và số người càng ngày càng thêm lên. Đoạn, trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Galati, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. Tới gần xứ Mi-si rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bi-ti-ni, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu không cho phép. Bèn kiếp qua khỏi xứ Mi-si và xuống thành Troas. Đương ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy. Có một người Macedon đứng trước mặt mình nài xin rằng: Hãy qua xứ Macedon mà cứu giúp chúng tôi. Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi,
chúng ta liền tìm cách qua xứ Macedon vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền tin lành ở đó. Vậy, chúng ta từ thành Troas đi thuyền thẳng đến đảo Samothrace, bữa sau đến thành Neapoli. Từ nơi đó chúng ta tới thành Philip là thành thứ nhất của tỉnh Macedon và là thuộc địa nước Roma. Chúng ta ở tạm đó vài ngày. Đến ngày Sa-bát, chúng ta ra ngoài cửa thành đến gần bên sông là nơi chúng ta tưởng rằng người ta nhóm lại đặng cầu nguyện. Chúng ta ngồi xong giảng cho những đàn bà đã nhóm lại. Có một người trong bọn đó nghe chúng ta tên là Lydie, quê ở thành Thyatira, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người, đặng chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói. Khi người đã chịu phép báp têm với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng, nếu các ông đã đoán tôi là trung thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi mà ở lại đó. Rồi người ép mời vào. Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám vào, hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo Phao-lô và chúng ta mà kêu la rằng, những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Trong nhiều ngày, nó cứ làm vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, xây lại nói cùng quỷ rằng, ta nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ mà truyền mày ra khỏi người đàn bà này. Chính giờ đó quỷ liền ra khỏi. Song le các chủ nàng thấy mình chẳng còn trông được lợi lộc nữa bèn bắt Phao-lô và Si-la kéo đến nơi công sở trước mặt các quan rồi điệu đến các thượng quan mà thưa rằng những người này làm rối loạn thành ta, ấy là người Giu-đa, dạy dỗ các thói tục mà chúng ta chẳng nên nhận lấy hoặc vâng theo vì chúng ta là người Roma. Đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng hai người và khi các thượng quan khiến xé áo hai người ra rồi bèn truyền đánh đòn. Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh giờ cho nghiêm nhặt. Được lệnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùng. Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện hát ngợi khen Đức Chúa Trời và những tù phạm đều nghe. Thình lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động. Cùng một lúc các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả. Người đề lao giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết bèn rút gươm toan giết mình. Nhưng Phao-lô kêu người lớn tiếng rằng, chớ làm hại mình, chúng ta đều còn cả đây. Người đề lao bèn kêu lấy đèn, chạy lại run sợ lắm, gieo mình nơi chân Phao-lô và Si-la. Đoạn đưa hai người ra ngoài mà hỏi rằng, các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Hai người trả lời rằng, hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người và cho những kẻ ở nhà người nữa. Trong ban đêm, 9 giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho, rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp têm. Đoạn, người đề lao mời hai người lên nhà mình, đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời. Đến sáng, thượng quan sai lính nói cùng người đề lao rằng, hãy thả các người ấy đi. Người trình lời đó cùng Phao-lô rằng, các thượng quan đã khiến truyền cho tôi thả các ông, vậy hãy ra và xin đi cho bình yên. Nhưng Phao-lô nói cùng lính rằng, chúng ta vốn là quốc dân Roma, khi chưa định tội họ đã đánh đòn chúng ta giữa thiên hạ rồi bỏ vào ngục, nay họ lại thả lén chúng ta ư? Điều đó không được. Chính các quan phải tới đây mà thả chúng ta mới phải. Các thượng quan nghe lính trình lại bấy nhiêu lời, biết hai người đó là người Roma thì sợ hãi. Họ bèn đến nói với hai người, thả đi và xin lìa khỏi thành. Khi ra ngục rồi, hai sứ đồ vào nhà Ly đi, thăm và khuyên bảo anh em rồi đi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn.
Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.